Đây mấy anh em chuẩn bị lên đường đi Cà Mau đây. Tiếp tục lên đường Cà Mau thẳng tiến. Bún cá sắp tới nơi luôn. Ngon chưa? Khách mấy cái thố nhìn hay thiệt chứ. Kính thì cắt rồi. Đó là sáng kiến á. Bạn nói sáng bạn điện cho tôi. Bạn không có điện. Không sao đâu đó, nửa giờ ốc lại cắt chặt lại đấy mà. Rồi cho xuống luôn. À, nhìn hấp dẫn không? Đây bún cá. Bún gì? Bún gì đẹp? Đây là bún gì chị? Bún cá em. Bún cá. Còn nước không? Đây đúng không? Không ăn nữa hả? Cái thứ hai. Ờ, lùi đặc biệt. Dạ. Ở đây anh là giúp mấy ông Mỹ không? Ông Mỹ Việt Kiều. Mấy ông Mỹ của lại dùng chị nha. Bây giờ Việt Nam người ta ăn có tô à? Mấy ông Việt Kiều Mỹ và ăn 12 tô. Cảm ơn thật. Không muốn chắc lộn á. Có lý á. Đó thật. Dạ. Mua được dạ, đây con ok. Hai cài ơi. Ngon luôn. Ủng hộ bà già có cơm ăn con. Cốm dẹp, cốm dẹp. 20 ngàn một hộp. Đây con. Đây cô. Dạ, dạ. Cô khỏi thôi. Dạ. Thấy không? Ok không? Bye bye, 35 bao hết tuổi rồi. Dạ 66 con. 66 à? Dạ 66 tuổi. Chúa. 66 tuổi chó à? Dạ, tức mà. Đây con chó đó nè, này cũng sáu sáu. Cho con. Đây con chó này chó con. Đây con chó này chó con. Hả? Chó con hả David? Dạ, cảm ơn con nghe. Dạ chúc con nha, năm mới dồi dào sức khỏe. Dạ. Có tiền con. Dạ, không có khỏi thôi con. Dạ, cảm ơn. Nó mở giùm em cái chốt cái lâu em lấy cái đồ giấy tiền. Rồi rồi rồi. Qua không lấy được đâu. Lên Cà Mau thẳng tiến. Xuôi về Cà Mau. Đưa chúng về Cà Mau. Miệt vườn Cà Mau. Cà Mau anh. Ăn cua Cà Mau. Trời nó ban kìa. Ui sao. Thành phố ngã bảy. Thôi nói là uống rượu rồi. Cà
hàng luôn. Ui. Qua cầu vô bay. Wow, nè đó. Sông nước nè đó. Tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, kính chào quý khách. Bạc Liêu, nghe tiếng công tử Bạc Liêu đốt tiền gì như giấy, không phải đốt tiền nấu trứng, đốt tiền nấu trứng, trứng chưa chín mà hết tiền rồi. Trời đây ông khấm nè. Có bàn cơm em ư. Em chạy kia mua chạy cái. Nó lấy bài đang được. Quân bắt cá ăn lắm sống luôn à. Đồng luôn ha. Đồng, đồng nó dài. Cá lóc đồng á. Cái này em mà làm một con à? Dạ hai con. À thì nó một con em cắt ra làm được. Ủa còn dĩa nữa không? Hay là có dĩa à? Dạ hai con em làm để cho một mẹt. Ủa vậy chia làm hai để chia hai con đem coi cho bút kinh nữa rồi kêu là hai con để cho một mẹt. Thì chia làm hai cho nó linh anh. Ừ. Lâu lắm nay coi Xuân này. Mình năm mới, mình năm mới. Đúng không vậy? Đúng rồi. Hả? Đầu năm mà gặp Xuân nữa thôi chứ. Còn nhân 3 ngày, à, 3, 4 ngày rồi. Ở Sài Gòn em tắm vào quê. Ăn không lại ảnh. Đúng rồi, tắm vào quê nhà ảnh. Không lại. Lại sao? Lại là đáp 3 vòng, em đáp chừng vòng rưỡi. Giỏi lắm, giỏi. Lại thêm vô. Còn cái nữa đâu hả? Rồi Happy New Year. Thank you. Chúc mừng Year. Mr. Long Trần. Cái này sau khi uống vô là mình nhai nghe phải không? Hết nha. Bữa đâu có được đâu. Dạ anh chán. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn rất là mọi người. Đã không?
thứ hai này. Thật mà nó không có vô chuyên môn rồi. Chuyên môn không mày mạng. Đã muốn gì? Bắt xe đi qua nè. Cái này không. Cái vũ chai không thôi đừng có chăm. Nóng ghê. Tôi được gọi cái thế thôi. À nhiều quá luôn tôi. Đừng đi đi. Anh mày thích ăn cái gì kêu, anh làm không? Thôi, em kêu gọi hết rồi. Ăn gì rồi? Còn món gì hả? Nãy còn món gì em? Cái trình. Có bóng không? Cái này uống thì một ly người đung hết. Anh ơi, rót uống hết rượu uống ra đây mới anh. Ly mới. Đây cho chơi nghe ly mới nghe. Lấy ly mới không? Tại đây lấy ly mới nè, đổi mấy ly mới luôn nè. Hai chai này còn hai chai nữa. Châu Âu thì mua. Mà chai đó đặc biệt hiếm luôn. Lưu chất tin đây. Lưu tin mà loại là bự á. Còn chai nhỏ 3-4 ngàn này. Dạ. Loại cao kìa. Dạ. Ô mấy ông bác học nhảy vào làm đi dẻo vậy đấy. Cổng hoành tráng ha. Cổng ghê hơn nhà bố. Quá dữ ha. Gọi xuống dưới đây luôn em ơi. Trời ơi. Mang thế. Nhìn ra biển kìa anh kìa. Ghê ha. Căn đó ghê đó. Căn này ghê đó. Mấy căn này giờ nhìn thấy nhỏ xíu luôn. Căn này chắc dữ nhất ở đây rồi. Việc mình hay thì không chơi, thì chơi không dám ăn. Vừa chơi toàn đồ độc, đồ xịn, đồ nhất thôi anh. Một phút lên đây.
đến bến phà cao tốc Thạnh Thới, Rạch Giá, giờ đi Phú Quốc ra. Mình đợi xếp hàng lên phà nha. Rồi lên phà thôi. Không ông nóng sao lại ấm rồi. Còn thằng nó bún mì á, thế này. Nói đi giờ David cầm á. David mua bún mì nó vô được không? Lát nó nhắc ông đâu đâu không biết có chìa khóa gì không? Dạ. Gọi David nha em. Anh em đã lên phà rồi, bây giờ là ngồi chờ họ sắp xếp xe để đủ xe xong rồi họ mới xuất phát đi Phú Quốc nha. Phà như vậy á là phải gọi trước hoặc là mình phải mua vé trước rồi mình mới lên phà, rồi họ sẽ cần những cái thủ tục chẳng hạn như người nào lên phà, giống như là những cái căn cước hoặc là passport nếu mà là người nước ngoài. Thì dự kiến là rơi vào khoảng 3 tiếng từ đây mà ra tới Phú Quốc. 8 giờ chạy thì 11 giờ tới. Đó là dự tính của mình thôi. Hôm nay thì nghe nói là biển động sẽ rất là mệt. Mọi người khuyến cáo là nên ngồi trong xe. Ở đây á thì mình có thể ngồi bên trong xe được nha. Còn bên nước ngoài á thì họ không cho ngồi trong xe. Thì lỡ mà khi mà có phà có chuyện này chuyện kia thì không có ra kịp đó, cho nên là họ không có cho mình ngồi trong xe khi bên nước ngoài. Họ chỉ cho mình lên xe khi mà phà cập bến. Bây giờ là mình chuẩn bị lên đường nha. Mấy chiếc nữa là đủ bộ. Xe máy thì bỏ trên này, xe hơi thì ở bên dưới. Trên này là tặng cà phê luôn. Đây khoang hành khách đây. Ủa đi đâu? Sao không nói nữa, đi đâu nữa? Nói không nghe. Xuống. Bên trong khoang lái cũng đơn giản, không có gì hết. Có camera nhìn ngoài xa. Xe này khóa lại nó kêu quá. Cầm chìa khóa hả? Chạy nhanh hơn là mình nghĩ. Đây mình lên lầu lại. Để chìa khóa dưới này mình khóa xe, nhưng mà mình đừng có phải khóa xe mà đóng lại, mình không có khóa thì nó ok, chứ khóa xe chạy chút xíu là nó kêu liền. Giờ mình đây có toilet nha. Đây phòng bếp. Tùy theo kích cỡ của xe thì đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 3, 4, 15, 16, 7, 8, 9, có 20 xe nha. Còn xe máy ở bên trên. Có gặp hai này nè, ngồi này bút bài. Đây là biển đây.
bên này thì thoáng hơn tí mà nắng, mà con chạy bên kia hết trơn rồi. Cầu này chạy nhanh lắm nha. Chặt héo trong xe trong khi chờ đợi. Giống xe tự lái quá. Đang chạy mà thấy không, nhìn ngoài đường đang chạy nè đó, thấy không, đang chạy nè, chạy ngoài biển đồng bằng à. Xong rồi trong này thì anh em đang chia bài, xử lúc nào được thì cứ xử đó. Nói còn có những gì hay không? Ngon. Sau 3 tiếng rưỡi trên phà thì anh em đã cập bến Phú Quốc. Rồi bây giờ mình cập bến xong là mình ra check in khách sạn hay là resort gì đó. Rồi nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai mình sẽ về lại Châu Đốc nha. Long xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Để trong này có gì hay vui thì Long sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Bây giờ lên trên đây. Ở trên chiếc phà này á, thì phòng VIP nó có cái wifi. Nhưng mà wifi á, thì lúc được lúc không nha. Tại vì ngoài biển á, thì chập chờn lắm, nó không có được đều đâu. Khi á, thì mình có thể check mạng xã hội được, nhưng mà đa phần là nó cứ tắt. Mấy cái LTE hoặc là 3G đồ này nọ thì trên này không có rồi. Ok, thôi bây giờ lên đất liền đây. Đúng rồi. Đây là Phú Quốc đây. Welcome to Phú Quốc. Welcome to Phú Quốc. Đậu Ngọc đấy. Bến phà Thạnh Thới.